Thưa quý vị, hôm nay 30 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tuyên án các bị cáo còn lại trong vụ lừa đảo rửa tiền xảy ra tại công ty Alibaba. Cũng trong phiên xử này, hội đồng xét xử sẽ trả lại 20 thỏi kim loại màu vàng cùng một số giấy tờ mà bị cáo Nguyễn Thái Luyện đề nghị được nhận lại trước đó. Theo đó, Nguyễn Thái Luyện bị tuyên án trung thân, Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện 30 năm tù, hai em trai của Luyện là Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh, mỗi người lần lượt 27 năm tù và 17 năm tù, các bị cáo còn lại từ 10 tới 19 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng đang mắc bệnh ung thư tuyến giáp nên lãnh 3 năm tù nhưng hưởng án treo thời gian 5 năm. Sau khi tuyên án, hội đồng xét xử cho biết sẽ trả lại 20 thỏi kim loại màu vàng cùng một số giấy tờ mà Nguyễn Thái Luyện đề nghị được nhận lại trước đó. Được biết với các tài sản khác, hội đồng xét xử cho biết sẽ tiếp tục duy trì lệnh kê biên của cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh với 654 thửa đất tại phụ lục số 03 để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo luyện và bị cáo mai. Giao cho cơ quan thi hành án tiếp tục tạm giữ 455 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Chi tiết tại phụ lục số 05 để thi hành theo 968 thửa đất kê biên nói trên. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai làm rõ sai phạm liên quan đến chuyển nhượng đất trồng lúa để xử lý theo quy định của pháp luật. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi làm việc với nhiều đơn vị về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tại buổi làm việc, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, cần triển khai nhiều biện pháp cấp bách, nhưng việc mua sắm trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ chống dịch là đúng quy trình, có giá rẻ so với các thời điểm khác. Cụ thể ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác mua sắm trang thiết bị y tế trong thời gian dịch Covid-19 hầu hết đều theo phương án chỉ định thầu rút gọn căn cứ trên năng lực của nhà cung cấp. Việc mua sắm này theo đúng quy định và giá vào thời điểm đó là đã thấp nhất so với tất cả các thời điểm khác. Ông Nam cho biết thêm việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế căn cứ vào thông tư 14. Với những đơn vị nhập khẩu thì không phân phối mà sẽ ủy quyền cho một đơn vị phân phối khác. Đơn vị phân phối này tham gia đấu thầu trong các cơ sở y tế nhưng giá tờ khai thì các cơ sở y tế, sở y tế không biết được. Hiện giám đốc các bệnh viện cũng như sở y tế thành phố cho biết dù mua sắm trang thiết bị vật tư y tế đúng quy trình nhưng khi thanh tra thì thông báo có dấu hiệu vi phạm. Trước khó khăn này, sở y tế thành phố kiến nghị khi thanh kiểm tra công tác mua sắm, nhất là mua sắm phục vụ phòng chống dịch thì cần xem xét bối cảnh thực tế trong giai đoạn dịch bệnh và tinh thần nghị quyết số 30 của Quốc hội. Vào sáng nay 30 tháng 12, một học sinh lớp 10 ở Bình Định bị tím tái sau khi khởi động để học môn thể dục và tử vong khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thông tin ban đầu là học sinh này có tiền sử bệnh tim. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước Bình Định xác nhận, khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 12 trong khi đang khởi động để học thể dục một nữ học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Nguyễn Diêu, ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước có biểu hiện tím tái, bất thường. Nhân viên y tế của trường sơ cứu ban đầu chuyển đến trạm y tế xã Phước Sơn rồi chuyển tiếp đến cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Tuy Phước, nhưng em học sinh này đã tử vong. Theo gia đình nạn nhân, trước khi tử vong, em học sinh này có tiền sử bệnh tim, tuy nhiên cơ quan chức năng đang làm rõ xác định nguyên nhân tử vong. Trước đó, ngày 27 tháng 11, một học sinh lớp 12A1 trường Trung học Phổ thông số 3 Phù Cát, xã Cát Hưng, huyện Phủ Cát, tỉnh Bình Định cũng đã tử vong trong lúc thi chạy do nhà trường tổ chức. Theo lãnh đạo nhà trường, nguyên nhân khiến cho em học sinh tử vong liên quan đến vấn đề tim mạch nhưng không được phát hiện sớm. Người phụ nữ Trung Quốc trải lòng với công chúng về trải nghiệm hẹn hò 100 người đàn ông trong vòng một năm của mình. Câu chuyện của cô khơi lại vấn đề tranh cãi tại quốc gia này từ lâu. Đã phụ nữ phải lập gia đình càng sớm càng tốt. Người phụ nữ 32 tuổi tự gọi mình là Bao Ji trên mạng. Cô bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 2021. Khi trải qua giai đoạn khó khăn do mất việc và chia tay bạn trai, Trước khi mất việc, Bao Ji từng có công việc được trả lương khá tại một công ty công nghệ ở Bắc Kinh. Cô cũng có mối quan hệ hơn 8 năm với bạn trai cũ, cả hai đã tính chuyện trăm năm. Trong năm 2022, cô gặp mặt hơn 100 người đàn ông, vừa hẹn hò vừa quan sát nhiều kiểu đàn ông khác nhau. Danh sách hẹn hò của cô đa dạng, có người làm lĩnh vực tài chính, người làm nhạc công và người đến từ nền văn hóa khác. Có lúc thì cô hẹn hò với 3 người đàn ông trong một ngày. Sau một năm hẹn hò, Bao Zhu Ji có bạn trai mới, người cô gặp gỡ vào tháng 11. Nhìn lại trải nghiệm, cô chia sẻ mình đã học được cách chấp nhận thất bại. Thưa quý vị, hôm nay 30 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tuyên án các bị cáo còn lại trong vụ lừa đảo rửa tiền xảy ra tại công ty Alibaba. Cũng trong phiên xử này, hội đồng xét xử sẽ trả lại 20 thỏi kim loại màu vàng cùng một số giấy tờ mà bị cáo Nguyễn Thái Luyện đề nghị được nhận lại trước đó. Theo đó, Nguyễn Thái Luyện bị tuyên án trung thân, Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện 30 năm tù, hai em trai của Luyện là Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh, mỗi người lần lượt 27 năm tù và 17 năm tù, các bị cáo còn lại từ 10 tới 19 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng đang mắc bệnh ung thư tuyến giáp nên lãnh 3 năm tù nhưng hưởng án treo thời gian 5 năm. Sau khi tuyên án, hội đồng xét xử cho biết sẽ trả lại 20 thỏi kim loại màu vàng cùng một số giấy tờ mà Nguyễn Thái Luyện đề nghị được nhận lại trước đó. Được biết với các tài sản khác, hội đồng xét xử cho biết sẽ tiếp tục duy trì lệnh kê biên của cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh với 654 thửa đất tại phụ lục số 03 để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Luyện và bị cáo Mai. Giao cho cơ quan thi hành án tiếp tục tạm giữ 455 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, chi tiết tại phụ lục số 05 để thi hành theo 968 thửa đất kê biên nói trên. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai làm rõ sai phạm liên quan đến chuyển nhượng đất trồng lúa để xử lý theo quy định của pháp luật. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi làm việc với nhiều đơn vị về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tại buổi làm việc, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, cần triển khai nhiều biện pháp cấp bách, nhưng việc mua sắm trang thiết bị thuốc vật tư y tế phục vụ chống dịch là đúng quy trình, có giá rẻ so với các thời điểm khác. Cụ thể ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác mua sắm trang thiết bị y tế trong thời gian dịch Covid-19 hầu hết đều theo phương án chỉ định thầu rút gọn căn cứ trên năng lực của nhà cung cấp. Việc mua sắm này theo đúng quy định và giá vào thời điểm đó là đã thấp nhất so với tất cả các thời điểm khác. Ông Nam cho biết thêm việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế căn cứ vào thông tư 14. Với những đơn vị nhập khẩu thì không phân phối mà sẽ ủy quyền cho một đơn vị phân phối khác đơn vị phân phối này tham gia đấu thầu trong các cơ sở y tế nhưng giá tờ khai thì các cơ sở y tế, sở y tế không biết được. Hiện giám đốc các bệnh viện cũng như sở y tế thành phố cho biết dù mua sắm trang thiết bị vật tư y tế đúng quy trình nhưng khi thanh tra thì thông báo có dấu hiệu vi phạm. Trước khó khăn này, sở y tế thành phố kiến nghị khi thanh kiểm tra công tác mua sắm nhất là mua sắm phục vụ phòng chống dịch thì cần xem xét bối cảnh thực tế trong giai đoạn dịch bệnh và tinh thần nghị quyết số 30 của Quốc hội